chào tất cả mọi người. Hôm nay á là mùa hè rồi phải không Hana? Yes. Hiện tại thì Hana và Phước Sửu đang ở một cái khu resort và trước mặt Hana và Phước Sửu là một cái biển rất là đẹp. Đúng rồi, hè này mình sẽ rong chơi thoải mái và mình có thể trải nghiệm tất cả những biển, những cái nơi mà mình có thể di chuyển dễ dàng từ Sài Gòn đó Hana. Không biết là này, với một cái khung cảnh như này thì quý vị khán giả không có thể đoán được là cái vị trí hiện tại Hana Phước Sửu đang ở đâu không? Nếu mà lên hình như vậy thì Phước Sửu có thể đoán đây là Phan Thiết không Hana nhỉ? Nếu mà tưởng tượng như là khách hàng xem hay là ai đến xem thì có thể đoán đây là Phan Thiết hay là ở Vũng Tàu hay là ở Đà Nẵng. Yes. Thì Hana có thể giới thiệu cho mọi người đây là bãi biển ở đâu nào? Thì em xin bật bí một chút, đây là khu bãi biển Hồ Tràm, Bình Châu. Rất là đẹp, thì mình đi di chuyển từ Sài Gòn xuống vị trí của cái dự án resort chỉ mất khoảng tầm 2 tiếng rưỡi thôi anh. Yeah. 2 tiếng đi, 2 tiếng rưỡi không? Dạ vâng. Di chuyển rất là gần. Dạ. Trời, biển hôm nay rất là màu xanh, gọi là mặt ngọc bích đó phong Hana. Dạ. Biển xanh rồi trời xanh rất là đẹp luôn. Với cái vị trí biển này thì di chuyển khoảng 2 tiếng. Thì nhóm mình đó Hana sắp tới thì mình có thể di chuyển tới đây nè, tắm biển nè. Dạ. Du lịch rồi nè, thêm pudding tất cả mọi thứ phải không? Dạ vâng. Thực tới đây thì có cái gì đặc biệt không Hana? Thực sự thì hôm nay đi thăm dự án thì em cũng rất là bất ngờ. Vì mình được đi qua xuyên qua một cái rừng rất là lớn, rừng nguyên sinh của quốc gia, là cái đường bao của rừng nguyên sinh lên đến 32 km đấy anh. Yeah. Wow, hay quá. Sau nói đó, đến khi nãy là Hana có nói đến là dự án thì mình đang lạc vào một cái dự án rất là lớn, rất là đẹp và có quy mô và đang hiện tại đang chào bán ngoài thị trường. Thì Hana có thể nói sơ qua về cái dự án này để khán giả xem video biết được là khán giả đang ở tại đâu rồi Hana. Dạ, thì hiện tại thì Phước Sửu và Hana đang đứng tại một dự án là Ngô Ngà, Bình Châu. Dạ. Yeah. Trước mặt của Hana Phước Sửu đây là bờ biển 800m của dự án. Thì dự án chia làm tổng là có 27 ha, chia làm hai phân khu. Phân khu phía trong là khu A là 10 hecta, còn phân khu phía ngoài sát biển hơn là 17 hecta nha. Yeah. Trời, anh thấy đẹp quá Hana. Yeah. Một cái sở hữu chủ đầu tư sở hữu một bãi biển rất là đẹp nè, đến 8, nói như Hana là 800m. Và ở đây một cái điều Phước Sửu thấy là ở đây là một cái bãi biển, nó có cái bờ cát rất là dài. Ở đây mà những cái hoạt động như tem building nè, cho con trẻ vui chơi đùa, hoặc là rất là nhiều cái trò chơi dưới tấm biển là thì quá mát, tuyệt vời luôn, phải không? Rất là tuyệt vời. Thì nói sơ qua về cái mặt biển này á, thì nói sơ qua về cái bờ biển này thì chứng tỏ đây là một cái dự án gọi là có tầm cỡ tại Hồ Tràm phải không? Dạ. Laguna. Laguna Bình Châu. Laguna Bình Châu thì nghe đâu là không có đơn vị quản lý của cái dự án này nó khá lớn. Thì cái đơn vị quản lý đó của dự án đó là đơn vị gì vậy Hana? Em xin giới thiệu, đó là đơn vị quản lý cũng như vận hành của dự án là Wyndham. Wyndham ha. Dạ, Wyndham Grand đó Hana. Dạ, Wyndham Grand thì đây là đơn vị quản lý đứng thứ ba trên thế giới đó anh. Có cái chiếc đu đẹp quá Hana, có thể ngồi lên đi tí xíu đi. Đây. Cái này á. Mời lên, mời ngồi. Cái này hơi nắng xíu. Không sao đâu. Rồi cả nhà, nói đến Wyndham thì Phước Sửu có dịp trải nghiệm rất là nhiều nơi trên thế giới là Wyndham nó qua tổ chức vận hành và quản lý. Thì tất cả những cái dự án và những cái tòa nhà mà Wyndham quản lý là có dạng như là được thiết kế rất là nổi tiếng và từ 3 sao trở lên thì Wyndham mới quản lý. Đó. Cái này là em chưa có dịp trải nghiệm luôn. Được rồi, Phước Sửu có đi Phú Quốc cùng với team EIA Việt Nam mình. Thì Wyndham có vận hành một cái khách sạn rất lớn tại Singapore. Mình thấy là tất cả những cái thiết kế hoặc là những cái nội thất bên trong và từ những cái cách quản hành quản lý của Wyndham thì rất là chuyên nghiệp. Cái nếu như mà anh nói là vận hành theo cái kiểu Singapore là cũng khá nhiều cây xanh đúng không anh? Đúng rồi, và thứ nhất là mật độ cây xanh, cái thứ gì á là những cái trang thiết bị nội thất, và cái thứ ba là những cái thiết kế của những cái chuẩn khách sạn và những cái căn nhà nó phải đạt một cái chuẩn phải từ bao nhiêu sao trở lên được cái những cái tổ chức quốc tế đưa ra thì Wyndham nó mới vận hành và quản lý. Thì nói đến như vậy thì Laguna Bình Châu là một cái thông điệp rất là tốt cho khách hàng đầu tư phải không? Chính xác, tại vì ở Laguna thì em có một cái đặc điểm rất là tuyệt vời, đó chính là cái mật độ cây xanh ở khu A lên đến 40%.
nó cái khu ao nó được ôm trọn bởi cái rừng nước nguyên sinh anh, là lên đến 15 ha. Thì khi mà khách hàng được trải nghiệm ngoài cái bờ biển dài 800 m, được tắm biển, được ăn hải sản, cũng như là được thỏa sức ở cái không gian bờ biển, thì khách hàng còn được trải nghiệm cái rừng nước nguyên sinh nữa anh. Thì dành cho những khách hàng mà thích cái sự tĩnh lặng, hoặc là thích relax, hoặc là thiền định, hoặc yoga gì đó, thì bên dự án thì có những cái cung đường đi vào rừng nước rất là đẹp. Thì cái đó cũng là một trong những tiêu chuẩn có thể là Wyndham để lựa chọn cái dự án Laguna Bình Châu để vận hành ngay. Đúng rồi. Nói đến Laguna Bình Châu thì nói đến một cái gọi là căn nhà second home, là một ngôi gọi là ngôi nhà nghỉ dưỡng. Thì điều có đặc biệt ở Laguna là một cái ngôi nhà nghỉ dưỡng, bởi vì khi mà khách hàng sở hữu những cái căn nhà này á, thì mình giống như một đặc quyền, giống như một cái căn nhà thứ hai của mình được quyền mang xe hơi vào tận nhà nè, rồi được có quyền là ở tại đây và sinh sống giống như một căn nhà thứ hai của mình. Và cái thứ ba là mình có thể là vận hành và cho thuê. Em cũng rất là đồng ý với quan điểm của anh, tại vì là thường thì khi mà đi du lịch biển thì những chủ nhân mà sở hữu cái villa biển thì người ta có cảm giác là đi du lịch và nghỉ ngơi vào cuối tuần gì đó, và cái cảm giác nó không phải là nhà của mình á. Còn đối với cái dự án Wyndham của bên dự án Laguna Bình Châu của bên mình thì nó có cái khu A là cái khu second home, coi như là sở hữu lâu dài. Sổ đó là sở hữu lâu dài, thì khi mà khách hàng sở hữu những cái căn villa biệt thự ở đó thì ngoài cái tiện ích nghỉ dưỡng ra thì có coi như khách hàng cũng cảm nhận được cái khu vực, cái căn villa đó nhà của mình luôn á. Ok. Như Phước Sửu đang bay Laycam lên á thì thấy là toàn bộ cái dự án hiện tại là đã gọi là một số căn đã xây dựng kết nóc và hoàn thiện đưa vào hoạt động rồi phải không Hana? Đúng rồi, chính xác anh. Cái khu A có một số dãy shop house cũng như là biệt thự premier đã hoàn thiện kết nóc rồi anh. Có 3 dòng sản phẩm đối với dự án này. Thứ nhất là shop villa. Dạ. Với diện tích là 250 m², 10x25. Chính xác. Và premier thì diện tích là 250 và từ 250 đến khoảng là 400. Dạ. Và có thêm một cụm là biệt thự song lập là Bắc Villa. Dạ. Là từ diện tích cũng tương tự là khoảng là 300 m², hơn 300 m². Đúng rồi, được thiết kế xây dựng là 1 trệt 2 lầu. Dạ. Và được thiết kế 1 trệt 2 lầu và trong đó là gọi là 3 mặt đều thoáng và có hồ bơi. Hồ bơi private luôn á. Chính xác. Khách hàng mà tắm biển mà không thích sóng quá thì có thể vào tắm hồ. Phía trước căn villa thiết kế một cái khu vườn cũng rất là đẹp, phía sau cũng có một cái vườn rất là đẹp. Như vậy là giống như là một cái căn nhà của mình có đầy đủ tất cả những tiện nghi. Và một cái điều đặc biệt đối với cái khu B mà được Wyndham quản lý và vận hành luôn, thì có rất là nhiều cái tiện ích ở đó. Hana thì có nghĩ là sắp tới ở cái phân khu B đó nó có những cái tiện ích giống như là một cái detox, spa. Spa thì sẽ được bên chủ đầu tư sẽ hoàn thiện ngay bên cạnh cái khu vực rừng nước nguyên sinh ấy. Rồi, một cái cái spa là coi như là chăm sóc sức khỏe toàn diện nè. Rồi có những cái condo theo đến rất nhiều căn hộ và đón những lượt khách tới đây check-in nghỉ ngơi giải trí nữa phải không? Dạ. Thì ngoài ra thì thực ra là hai anh em đang đi dọc bờ biển, nhưng mà bên cạnh bên tay trái của Hana và Phước Sửu là một cái nhà hàng. Nhưng mà nhà hàng này là nhà hàng tạm thôi nha anh. Đúng thì rồi. Sau này nhà hàng tạm mà rất là đẹp đó cả nhà. Kiến trúc tre rồi trúc rất là đẹp. Thì sau này thì chủ đầu tư sẽ làm một cái nhà hàng Ngọc Sương cũng rất là sang chảnh, tiêu chuẩn cũng tiêu chuẩn 5 sao rất là đẹp ở khu vực này luôn anh. Đúng rồi, Ngọc Sương đã ký hợp đồng với bên chủ đầu tư Đạt Gia, sẽ chính thức là phân phối những cái dòng sản phẩm, chính thức là kết hợp những cái sản phẩm ăn uống tại cái dự án này và sẽ là cung cấp tất cả những cái sản phẩm ăn uống với những cái nhà hàng sang trọng như vậy. Và đặc biệt ở một đây là những cái căn second home này với một cái dịch vụ ăn uống gọi là giao tận nhà, chỉ cần bấm nút hay gọi điện thì những cái sản phẩm của Ngọc Sương, những cái sản phẩm thức ăn uống mang đến tận nhà cho quý khách hàng luôn. Nghĩa và là
Nghĩa là sau này nếu như mà em có xuống đây nghỉ dưỡng hoặc là có khách hàng, quý khách hàng gì đó có sở hữu một căn villa thì ăn tôm hùm nè. Chỉ cần gọi là phục vụ tận nơi luôn. Đúng rồi, em chỉ cần ăn tôm hùm, ăn những cái hải sản hay là bầu ngư, dây cá, lì dây cá gì á là Ngọc Sương sẽ mang tới tận căn nhà cho em luôn. Ok, rất là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thì bắt đầu mình sẽ vào khám phá sơ qua cái nhà hàng hiện tại ha. À đúng rồi. Rất là đẹp phong Hana, dạ. Một cái thiết kế kiến trúc mang đậm cái bản sắc dân tộc truyền thống, truyền thống dân tộc, dạ. Ha, ở đây những cái cây tre, rồi cây nứa, rồi kết hợp những cái gọi là cái mái này là bằng dạng như bằng cái dừa phải không? Dạ. Tạo một cái phong cách rất là đơn giản, bởi vì những cái gì gọi là những cánh rừng nguyên sinh như vậy thì không được cải tạo và xây dựng những công trình kiên cố, thì ở đây là một cái môi trường là khá thân thiện với tự nhiên. Đúng rồi, sau những ngày một tuần làm việc ồn ào ở những cái thành phố lớn á, thì thực sự là cái môi trường sống hay là môi trường nghỉ dưỡng second home tại Laguna Bình Châu thì thực sự em cảm nhận thấy là rất là kiểu như mình được về hòa mình với thiên nhiên á, giữa rừng đước này, giữa những cái dòng sông uốn quanh cái khu vực của dự án cũng như là biển, có biển luôn. Thực sự là khách hàng sau một cái thời gian mà làm việc stress thì đây là cũng như cái môi trường sống thì em nghĩ là rất là tuyệt vời cho cái khách hàng. Dạ. Cảm ơn Hana rất là nhiều đã review được cho mọi người tất cả những gọi là những cái không gian, những cái trải nghiệm thực tế ngay chính tại cái dự án Laguna Bình Châu. Dạ, vâng. Mong là quý anh chị và các bạn là đón nhận những sản phẩm từ của chủ đầu tư đặt ra, dạ. Và cái đơn vị phân phối là EI Việt Nam. EI Việt Nam. Dạ. Thì... Phước Sửu và Hana. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau ạ. Dạ, xin chào.